Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục chơi sinh tồn cùng với thổ dân, hay gọi là sinh tồn trong rừng Amazon, còn hay là gọi là Green Hell. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nha. Wow, mới vô thì piranha dính khá là nhiều. Ở đây thì mình có làm một cái dàn thịt, gọi là dàn thịt phơi khô. Cái này bằng cái lửa này nó hong lên. Ồ, con này cũng chín luôn trời. Ai dám ăn cái con nhện sống này ta. Nó cũng chín luôn các bạn ạ. Đây, đây là thịt human mà thịt sống, thịt sống mà mình nướng lên bằng cái vàng này. Cái này là thịt nướng, nướng trên vàng hả các bạn, chứ không phải là nó gọi là thịt hun khói. Hun khói thì xíu nữa mình sẽ làm cho mọi người xem. Đây. Lửa. Đây, đây chính là cái thịt hun khói. Mình sẽ làm một dàn bên đây nha. Đấy, cái nữa coi nào. Làm hai dàn cho nó đỉnh. Đấy, hai dàn, cái này cần gì? Lóp bumbo. Ủa mà nhiều thế. Nhiều thế này sao mà chịu nói. Mình sẽ ăn thử thịt human, gọi là human cho nó đỡ ghê, chứ kêu thịt người gớm lắm. Hoặc cái thịt thổ dân đi, đúng rồi. Mình sẽ ăn thử một miếng thịt thổ dân cho mọi người xem. Mọi người hãy thấy nó cái độ kinh tởm của nó thế nào. Nhiều người thì chơi thì không ăn, tại vì không biết cái không biết rõ về nó nên là không có ăn. Tại vì kêu ăn nó là thế nào cũng bị tụt não các kiểu, các đại điểu, các tác dụng phụ. Nhưng riêng mình thì cứ giữ hết. Bỏ các bạn biết đâu không? Bỏ vô lại cái súp á, thì đâu cũng vào đấy hết thôi. Bamboo stick hả? Bamboo stick thì harvest cái này ra. Ơi, cái này có làm cháy được không ta? Tre đây nhiều lắm, đốt bớt. Ui, cháy được luôn nha. Hay man. Cái ống tre nè. Ôi, cái ống tre này không có harvest được. Harvest được. Bỏ đi bếp lửa được không? Không được luôn men. Không bỏ vô bếp lửa được luôn. Cái này chắc làm ống nước á. Như cây này là mình chặt cái bụi này ra đúng không? Cứ lượm hết đi. Lưu game cái. Hôm nay mình sẽ chơi cái gọi là cái thí nghiệm ngu cho mọi người xem, đó là chính là nào là uống nước suối mà chưa đun sôi, hay là ăn nấm độc các kiểu đà điểu. Tre đã về với làng. Tre nhỏ. Đợi nó biến hết mấy cái này đó. Nó tre là không lượm được. Ủa sao có 4 cây mấy vậy? Đúng rồi, tại phải được 5 cây chứ cái này cơ. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, chắc phải mười mấy cây lận. Mình harvest hết như được. Harvest hết chắc đủ ấy. Đây là thịt, đây là gọi là thịt sông khói. Vàng thịt sông khói. Nước thì mình chưa có làm, hôm qua thổ dân mình giết bên kia đây. Còn xương của tụi nó bạn thấy không? Ơi sao mình máu của mình ít dữ ta? Không biết đủ không đây. Thiếu bamboo lodge. Vậy là thiếu hai cái cây và dây. một bamboo nữa các bạn ạ. Ôi cha, mưa. Tắt thịt. Tắt thịt rồi, lấy gì mà ăn đây? Ồ, trong đây còn thịt người 6 miếng lần này. Ok, ăn thử cho mọi người xem. Ăn một miếng. Ôi trời, con này nó cháy luôn rồi. Con này cháy khét luôn rồi. Wow, trừ 35 sanity. Yeah, thổm chưa, thổm chưa. Nhưng mà đâu có sợ. Mình là chịu chơi lắm. Mấy giờ rồi? 1 giờ sáng hả? Đi ngủ một chút đi. Mới làm cái trại ngủ mà ngu gì không ngủ. Ngủ tới 7 giờ dậy là đẹp rồi. Đó, trời sáng sớm lên nhìn nó rất là đã. Chúng ta lại thiếu chất xơ à. Thiếu chất xơ. Ok, đi qua ăn trái dừa. À, mới vừa nhát trái dừa rớt liền. Đấy, rin đi. Chặt ra. Ăn luôn. Sáng sớm mà làm việc ăn uống đồ no say. Ok, à quên. Đi vô kiếm cha trái chuối ăn cho nó lẻ. Ngu trời. Chuối à. Cây này không ra trái rồi. Coi mình còn dây không? 7 rop. 7 rop. Ok, sẵn tiện qua đây lượm thêm mấy cái stick dài về. 4 cái stick. Ồ, đĩa bu. Đó, mình chấp luôn. Mình chấp trừ 35 não luôn. Trừ sanity luôn. Mình sẽ khắc phục rất là nhanh thôi. Lưu lại đi. Cho nó lúc là lúc mình ăn luôn. Ở đâu rồi? Harvest nó luôn. Đấy, hết thịt, hết chỗ trống đó hả? Đùa men. Ê, mình còn chuối. À. Ok. Nãy đi hái chắc đĩa bu tay rồi. Không phải bu chân rồi. Còn đĩa nè. À, mình cần làm cái gì là chặt thêm một mớ. Một mớ cái này nữa. Hình như 1 cây nó là đủ rồi. Bamboo stick. Bamboo stick hả? Vậy. Bamboo stick nữa. Ok. Harvest. Harvest mới đúng. Ok, hết dây. Nó cần lá gì đây? Lá chuối. Banana. Ten 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 ten. Ta ren ten ten ten. Ok. Xong được một cái vàng smoke. Thịt hun khói. Thôi thịt người để ta làm súp mày ơi. Ở dưới đây mình cần, mình nghĩ là mình phải cần làm cái lửa, cái bếp lửa gì đó để mà nó hun khói lên. À, có cá này. Bi ra nhà. Ồ, chỗ này full ta. Ôi mẹo, hết hồn. Bà nội, cái game này nó làm nó thả nước bự còn hơn cái tiếng game mình á. Gọi là giảm tiếng game ghê lắm rồi. Fuck thiệt. Xương cá chi nhiều vậy ta? Xương cá mày làm gì vậy trời? Ok, 3 miếng thịt, xương cá dục hết đi. Xương cá như dùng để khâu vết thương hay sao á. Mình có đâu cần thiết đâu. Thịt đâu? Thịt cá nè, đó. 4 miếng thịt, ngon lành. Đi qua chặt thêm cái dây. Ở đây gọi là công nghệ của mình là gọi là mát luôn rồi. Dây đâu rồi em ơi? Chặt bớt mấy cái gỗ mang về ta. Một cây. Chặt gỗ thôi. Tại vì chặt gỗ nó rớt dây xuống các bạn. Lượm cho full một stack luôn rồi về. Ôm 2 cây gỗ về. Cái này long stick hả? Long stick để đó. Uầy, long tích nhiều thế. Dây đâu hết rồi? À, đây rồi. Tám trên 7 rồi mới thấy cái dây. 8 cái dây. Ok, full rồi. Vác gỗ về thôi. Ủa sao có một lót mấy ta? Một cái khúc cây bự là phải 2. Ủa mình nhớ một khúc cây bự là có 2 lót luôn mà. Kỳ kỳ ta. Không mà 3 cái đủ rồi. 3 cái là hình như một cái lót này là được 7 cái stick. 3721. Mà được 21 cái stick rồi mình có thể để nhà mình rất là game này là game chăm chỉ luôn. Đó. Ok, chặt lá chuối. Cuộc sống chỗ này gọi là mình làm một cái trang trại gọi là khổng lồ luôn. Đó. Hình như kia có thổ dân. Từ lưu game lên giết. Tám mũi, ok. Ô cái này bị lỗi rồi. Mình mới nghe tiếng tụi nó mà. Hay là bị nhầm ta? Đây, mình sao mà nhầm được? Nó sẽ chạy ra, nó đi tìm thằng nào bắn nó trước. Rồi nó sẽ hát tiếp. Gì what the fuck? Đó, bạn thấy không? Nó sẽ đứng ở góc này. Hát nữa đây cu. Còn một thằng nữa nó ngồi ở đâu rồi? Nó chạy luôn rồi các bạn ơi. Một thằng ở đây không biết bắn trúng không? Bắn thử coi. Trúng luôn, ghê vậy. Thấy rồi. Badu. Bahamu. Xác định một em. Ôi đù, 3 thằng lận. Không, 2 thằng à. Badu. Cung tên đâu cho em xin anh ơi. Đâu, cái nữa đâu rồi? Mày tên nhất tao bắn 3 mũi lần mà. Rất là đẹp trai. Rất vũ khí rất là nhiều luôn. Thằng này chết tướng chiến binh thiệt chứ. Mũi nó đâu rồi? Nè, ghim cái đít. Không lấy được. Thằng này chết tướng chiến binh ghê các bạn thấy không? À, lấy được kìa. Không lấy được kỹ ra. Chết tướng chiến binh nghe thấy dữ thiệt chứ. Rất tiếc cho bộ làng của mày là tao gọi là kẻ hủy diệt. 7 mũi mất mũi rồi. Mất mũi nào mình bắn cũng trúng hết mà. Chắc là một mũi này nó còn nằm ở thằng này nè. Đúng mây vậy. Ủa thật kìa. Kinh thế. Ui thịt thúi rồi. Lấy tươi vô. Rồi. À đây. Ai là tươi dê, thịt tươi, thịt tươi. Này mình chơi thứ dữ luôn mà. Thịt thổ dân thì sao? Béo ngậy. Nghe ghê quá. Lòng chim ở đây đúng không? Thịt nhiều lắm mà. Nhưng thịt này mình phải nướng lên mới được. Chứ đâu có thể nào mà làm một cách trời ơi được. Ê mình để đây hình như nó không có thời gian bị hư các bạn ơi. À có 47, 46. Như lâu hư hơn hay sao á. Là một cái bếp lửa hiện một tí coi. Xui cho tụi mày là gặp phải cái này thì hơi tốn. Cái này stone ring 10 cục đá. Còn cái này thì 12 stick thì không thành vấn đề. Small stick ok. Small stick. Rồi, ok, mình sẽ làm small stick bằng cái này. Ấy. Tre dùng để nhóm lửa. Năm mươi 4 kg rồi kìa. Stick ok hết rồi. Làm cái gỗ này cho nó lẹ. Gỗ là full stick luôn. 7 à. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo đi lượm đá. Cái này là căn nhiệm vụ gọi là khó nhất của mình. Nhiệm vụ khó nhất là đi lượm đá. Hình như mình nghe tiếng cảm giác, nghe tiếng thổ dân phát nữa anh em ơi. Đủ, xong cái này chết luôn á. Một cột. Ôi ơi. À, đây hàng cực, đây cũng nè. Ui, đây stone. Ây da, từ từ vô làm miếng lửa ăn đó. Ăn mấy thịt người nó là ăn cứt luôn á. Các bạn thấy ảo không? Lửa để dưới nước được. Láo thiệt chứ. À, chúng ta có thể dục cái mẹ ra. Ôi chà, tàn thịt người không nha. Kèo là căng. Thôi thì làm cháo húp vậy. Nấu cháo húp thôi anh em ơi. Ây da. What the hell? Ok chưa? Đấy, này thì ổn. Đó, bây giờ thì không sợ. Ok, lượm đá tiếp. Hi. Này thấy dưới suối có cục đá bự mà. Mình biết mà, lượm về. Không hết chưa? Cái nồi chưa? Húp một cái coi. Húp một cái, trời ơi, thể lực nó lên kìa. Ai bảo thịt thổ dân ăn không được, ăn tốt luôn chứ. Thịt thối ăn thì không được thôi. À, thịt thổ dân ăn béo lắm luôn ấy. Tí mình uống nước suối cho mọi người xem. Giờ mình đi tìm đá thôi, để cho mình tìm đá ra các bạn. Đi với hồi nướng là đi nhanh qua chút. Biết sao không? Đứng ở đây cabin nhà nó đớp á. Ăn thịt nướng thì được hồi sanity. Hoặc là đứng gần bếp lửa thì sẽ hồi sanity. Đây. Ăn một cái cộng sanity lên 5. Coi còn thịt nào để nướng không? Ê, mình không biết cái này làm cái nồi gì luôn ta. Cái muỗng này làm chi ta? Cha nó đi. Wow. Đã khát. Rồi, thêm một miếng thịt nữa thì sao? Béo luôn. Béo ù luôn ấy. Hình như mưa rồi, chết rồi, bếp gần tắt rồi. Chín đi rồi tắt anh ơi. Đúng rồi, chín rồi, ok. Sức lực của mình vô biên luôn rồi. Sau một pha ăn thịt thổ dân. Mạnh như là trâu luôn. Đi vác đá về. Là một cái bếp lửa khổng lồ. Đây là bếp lửa hình nhất. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 viên đá nữa. Tắt lửa rồi. Không có viên đá nào dưới sông hết ta. Ole ole. Ole ole ole. Tí nữa mình làm máy nước sau nha. Máy lọc nước. Ở đây thì ăn tạm thịt ếch cũng được. Cái này nó đá nó chỉ cho mình lượm một viên một lần à. Nó mà cho vác như gỗ thì dễ rồi. Làm này hơi khó. Lưu để khỏi phạm sai lầm. Ôi, sao tự nhiên cái này có cục đá hay vậy? Gần xong rồi đấy, 4 viên nữa. Dọc bờ này chắc cũng phải có 1 viên, 2 viên. Không có viên nào hết men. À, kiệt sức. Kiệt cờ mở nó sức mà không thấy viên đá nào hết vậy. Hướng này hình như hết đá rồi. Hết đá rồi. Hết nè. À, từ chỗ này lại ra 2 viên. 2. Cảm ơn. Ủa dạ, còn 2 viên nữa, cố lên. Spawn 2 viên nữa nào. Thôi, bơi qua sông kiếm cho rồi. Đấy. Ở gần cái bãi đá này thì nó cứ spawn liên tục cho mình nên khỏi lo. Vô rừng thì nó mới căng thôi. Chứ gần bờ biển, các bờ sông là các bạn đá không bao giờ thiếu. Mấy giờ rồi? 5-6 giờ tối rồi. Mình làm việc chăm chỉ. Ok, một viên cuối cùng, final. Finally. Wow, hết thế lực. Cá bị đại nhà nó cắn là bị bằng một lần thổ dân quýnh mình đấy. Ok. Lửa. Hả? Oh no, hết rồi. Oh no, hết lửa. Hết bù nhùi rồi. Ôi da, tối quá. Cái gì ta, cái lá gì có thể làm được cái đó ta? Hình như là... lá dừa này không được. Tổ chim hoặc là cái lá potato thì nó cũng làm được. Để chặt cây dừa cho nó lẹ. Đây nè. Lượm hết cái này chi với kia để cho nó ra chỗ khác đi. Vướng quá. Một cái củi khô. Hai cái. Ba cái. Hình như một cây ở đây. 4 cái luôn hả ta? Một cây có mấy cái cỏ khô vậy ta? Bêm. Hình như hết rồi. 4 cái là hết đắt rồi. À, bữa cái tụi thối dân nó spawn ngay nhà mình luôn mới ghê chứ. Hại não thiệt. Đây rồi em ơi. Cháy lên nào. Đấy, quá tuyệt vời. Nước sạch là một bát súp Cái này chưa có nước hả? Ok. Thịt ếch nướng. Dục đi. Rồi. Ngấu là vừa. Sức là full. Ghê không? Mình vẫn còn full sức, mình không cần ngủ luôn ấy. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ? Ngủ sợ nó hư cái bếp quá. Để ngủ mấy tiếng coi. Ngủ sợ nó hư cái bếp này nè. Lưu game nó chắc. Lót lại. 5 giờ ngủ tới 7 giờ. Ngủ 2 tiếng thôi. Trời, thịt cháy cha rồi. Ăn thịt cháy có sao không ta? Trừ 2 sanity. Ok, chơi luôn. Chơi luôn. Rồi, thịt này hư hết rồi. Làm ra 5 con dồi. 6 con dồi. 7 con. 8 con. Trời, đồ ăn giờ không có tàn dồi không vậy ngươi trời. Trái cây được mango. Được con kia. Ôi thịt này còn nè. Ôi thịt phơi trên đây lâu lâu hư ghê thiệt chứ. Để mình nướng hết. What the fuck. Thúi hết trơn rồi. Thúi hết trơn rồi các bạn ơi. Tưởng còn được chứ ai ngờ là nó hư hết trơn rồi. Cái này bỏ vô không được hả? Ổn ơi, để tạm thời vậy đi. Mình nghĩ là mình còn đủ sức để làm mà. Đi ra làm cái bẫy coi con heo nó có tới không. Làm cái bẫy. Làm cái trap. Đấy. 2 cây gỗ hả? Mình chuẩn bị sẵn rồi. Long stick. Long stick. Ok, ok. Drop, 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 drop. Mon stick hết luôn rồi. Hết trơn luôn rồi. Cái gỗ này đốt được không ta? Ô, đốt được, dễ đỡ rồi. Đốt được làm vần rồi, đốt được làm vần rồi. Harvest ra. Ta đi ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Các bạn có thể đặt con lava hoặc là để cái miếng thịt heo đồ các kiểu đà điểu đều được. Đó, để dày chắc con heo nó sẽ mò tới cho các bạn ơi. Mình cứ về nhà mình làm cái đồ hứng nước, chưa đi quay về lấy cái nồi nữa chứ. Thịt xong khói thì đã có. À đúng rồi, thiếu một thứ. Thiếu một thứ đó chính là một cái bếp lửa. Làm campfire thì hơi tốn sức ấy. Wow, chỗ này nó không cho để rồi. Ngu rồi. Ngu người rồi men ơi. À, chỗ này nó không cho để ta. Chặt hết đám này coi. Này làm lá khô được đúng ta. Chặt là hư luôn vậy hả? Hù hù chơi ngu thiệt chứ. Làm cái này ngay đây, nó không thể nào làm được cái lửa hay cái gì cả. Sai rồi. Chỗ này không để được, chỗ này cũng không để được luôn. Đúng là sai lầm của mình. Trời mưa mà sao chỗ này nó lại không thấm nước ta? Notebook, nước. Làm cái water collet này cũng được. Nằm ngoài đâu cho đẹp ta? Chỗ này đi. Để chỗ nào cũng không được hết vậy. Đến đây hơi bự. Long stick luôn. Wow. 4 cây long stick luôn á men. 4 cái dây, 4 lá chuối. Đúng là làm chơi cái game này là chơi cái game thuộc dạng như là mát sinh tồn luôn á. Có chuối rồi nè. Mà trừ một trái đi. Ê, sao lại có con ếch ở đây? Ôi, có lava nữa này các bạn. Lava thì nó sống ở trong cái ống cái cây mà bị mục á. Ôi. Lá này nữa à. Hình như ăn than sẽ trị bệnh ói mửa hay sao á. Gỗ. Không, thực sự mình đang cần tìm dây mà mình đi làm cái đét gì thế nhỉ? Lấy stick với lại long stick về. Lá này cũng được. Ha, vết thịt con chim nào. Đó. Lá này lá có thể. Đâu rồi? Crash. À, lá này là hình như ăn vô trị độc luôn. Anh nâu này, lá này có thể vô trị độc luôn nè. Trị độc rắn cắn á các bạn. Đây là cái lá lily này có thể trị độc luôn ấy. Nên nó có một lá. Mình lượm cho full dây, mình về làm 2 cái bãi nước. 9 dây rồi. Chim chóc đã chết nhiều ta. Bị thổ dân săn à? Ta 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 tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tang 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 tang. Ok full. Mình để gỗ bên kia vài muốn qua mình lấy thôi. Rồi, để đây. Đấy, làm thêm một cái gọi là đựng nước nữa thì sao? Blade ace stick cộng 3 cái dao hả? Ủa cái này sao tự nhiên nó chỉ mình vậy trời? Cái đồ sinh tồn của mình gọi là mát khắc nghiệt rồi. Một, hai, ba, bốn. Oh yes. À, lá chuối nữa, ok. Lá chuối hứng nước. Cái bộ này thiếu lá chuối với ta. Trên kia có một cây chuối mà để ăn chứ chặt gì chuối đâu ra ăn. Đấy, đây còn nè, 2 lá. Chặt một cây chuối ha. Potato nè. Ai lộn cái lộn mình cứ nhầm cái lá tô bồ tô cái đâm băng đét nhầm. Ai cho nó chặt cái chuối này. Còn cái chuối nào khác không? Đảo có cây chuối à, phải biết bảo vệ chứ. Rồi. Tiễn mày lên đường luôn. Tưng tưng ta răng tưng tưng ta răng tưng tưng ta răng tưng 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 ta răng tưng tưng. Oh no, đậu phộng nó hết luôn thịt luôn, trời ơi miếng thịt đang chạy ngang qua kìa. Thổ dân ơi, đâu hết rồi? Nghe thấy ghê thiệt chứ. Thổ dân ơi, đi đâu hết rồi? Lá chuối khô. Bên đây hết chuối rồi. Ôi, nãy giờ mới xong á men. Gáo dừa. Cái này nó có hoài luôn phải không ta? Đấy là mình đi qua làm cái xô á các bạn. Đi lượm lại cái son nước của mình á. Mà trong đây thiệt sự đọc cái đó mình thấy không cần thiết luôn á. Riêng cái gì với cái Chết à, ngu chặt cái chuối này làm gì ta? Vô cái chuối kia nó còn nhỏ kìa, chặt cái chuối nhỏ kìa. Cái chuối lớn nè, ăn chứ. Cái game này thực sự là không cần làm cái đồ hứng nước luôn, mưa hoài mà. Chắc cá dính đầy rồi. Ok. Anh nói anh đói em ơi, anh đói em ơi. Đó, thịt nè, ăn vô. Yeah. 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 Ê. Thêm canxi. Wow. Bẫy này phế ta. Nãy giờ không dính được con heo nào về đây hết hả? Đi bẫy trái chuối luôn. Ồ, mình cũng hết đấy, hết chất xơ nè. Trời ơi, tôi chưa kịp ăn mà thúi luôn kìa. Thiệt sự đau buồn nha. Đi ra nhà các kiểu. Oh shit thật. Đi đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Anh vô đây. Anh vô đây. Đốt hết. Mà đốt hết cho nó sạch nhà coi. Ở cái này mình bỏ than sao tao? Bỏ than vô đây được mà đúng không? Ơi bỏ cục than vô nó. Nó phun luôn các bạn. Bỏ cục than vô nó phun lửa luôn. Ơi vậy mà nãy giờ không biết ta. Trời ơi bỏ cục than vô nó phun lửa luôn. Trời ơi vậy là than à. Cực kỳ ngon. Đâu không biết trời đất ơi. Ôi băng đét gì một mớ vậy trời. Ăn cái này vô có bị ói mửa nè. Ăn luôn. Uống nước dơ luôn. Đó. Đó. Uống nước dơ bệnh tật tè le ói mửa. Đủ kiệt sức nhanh nha, chết cha rồi chứ ngu rồi. À. Ăn luôn đi chứ lượm làm gì. Nhanh lên nó ói cho mấy tăng nó là mệt đấy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Oh. Tiêu mình rồi. Mở sách ra chết, mình quên cái công thức ăn cái nấm kia không phải, cái nấm này mới là trị bệnh. Chết là đau bụng rồi. Cái này đói nhanh lắm bạn, nó làm cơ thể mình mệt cực kỳ nhanh. Ai, cái gì kỳ kỳ. Ok. Em dead. Ra coi, cái bông hoa đâu rồi? Ăn vô ngăn ngừa ói mà đúng không? Chết là máu tuột quá các bạn ơi. Trời ơi, nó kìa nó giảm kìa. Đu. Hai bệnh cùng một lúc dùng lúc chết luôn á man. Oh shit. Ôi, hai bữa nó dồn một lúc chết luôn á. Ôi. Rồi mình có mình chết không đây? Chết rồi, chết rồi. Không có nắm đâu mày ơi. Lên cây cao gấp. Cây bự nhất ở map này đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Oh. No. No 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 no. Đây. Nguồn sống đây rồi. Yes. Sau một cái thử thách chơi ngu thì mình gần chết. Đi ăn sọ dừa luôn. Thiếu hết protein rồi các bạn ơi. Cảm giác một lần chơi ngu còn hơn 100 lần chơi khôn. Nếu nắm vàng ở đây. Các bạn hãy chơi ngu một lần 2 bệnh dùng lốp ghê không? Mách ghê luôn á chứ. Thiếu protein rồi. Đừng có hù gì nó cha. Cả là hán hay sao giống là hán quá. Vết nó ra đi. Cần phải uống gấp một liều lượng nhỏ đó. Đau bụng mà mình chơi ngu quá. Dồn 2 bệnh cùng lúc luôn. Nãy thêm bị rắn cắn đó thì chuẩn bài luôn á. Thôi làm một bát cháo dồi vậy. Bát súp dồi. Nấm ăn cũng được nè. Nãy chơi ngu quá. Dồn nó dồn một lúc đỡ không nổi. Nó hạ nhiệt cơ thể. Nó làm cơ thể mình không thể nào mà chịu nổi luôn. Đó, mình đã gượng lên các bạn thấy không? Bây giờ thì sao? Nước với chất xơ gần như là full rồi. Đấy, lưu lại luôn. Cho nó nóng. Hình như là đau bụng mà. Đau bụng uống phát nữa coi nào. Ăn cái nấm kia là xóa hết cái này luôn hay sao á? Ăn cái nấm hồi nãy trên đây là nấm xanh đó nha. Cái nấm trong quắp cái cổ thụ á thì mới hết được 4 cái cùng một lúc. Hai lần. Ok. Khá là vui, một thử thách khá là thú vị. Được rồi, và video hôm nay chắc là mình cũng sẽ ngừng ở đây thôi. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên. Trời, ở đây lá này quá trời luôn men. Ở đây quýnh lộn, tơi bời luôn, cũng không sợ bị trầy vây tróc vẫy luôn ấy. Rồi, nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại like, subscribe, ủng hộ cho mình ha. Để vài bữa nó ra cái mới hay là mình lại làm tiếp. Chứ thực sự cái này thì đã làm xong rồi. Chế biến hết, nó còn làm một cái dàn vũ khí nữa mà mình lười làm quá. Chắc là mình sẽ nghỉ ở đây thôi. Được rồi, bye bye mọi người nha. Oh. Wow. Cái gì đây? Cái gì đây? Ở vùng đất này không có heo. Rồi, mình lại nghĩ ra một cái thử thách cho tập tiếp theo rồi đấy. Kiểu như là mình sẽ làm một dàn 10 cái bắt 10 con heo chơi. Rất là xa. Một con heo ăn một trái chuối. Hồi nãy mình nhớ mình đặt trái chuối. Vui thiệt. Bây giờ đợi cho nó trời sáng cho mọi người coi nó vui. Rồi, ban ngày rồi các bạn. Đó, mình đợi cho ban ngày nè, con heo nè. Mình có thể dùng mà cắt nó ra, không biết là mình có thể mình bắn cung nó được không ta? Oh. Đi fuck, cái what the hell? Xuyên quanh luôn. Ghê nha. Hay nha. À, cây này thì mình mới lượm. Ở đâu rồi? Thử coi. Cây này mình mới chế nè. Cứng như sắt. Cha cô. Hay là than, có thể mang than ta. Rồi, nhìn cái này vui ha. Nếu các bạn muốn hay bữa sau mình làm nhiều cái bẫy nữa đặt lên thử cho vui. À đây là mình thu hoạch nó. Rồi xong cục cưng. Nói chung là có thịt heo nướng ăn rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Xương nè. Dăng bẫy lại nè. Biết cái trò này chơi được hồi nãy giờ là chơi nhiều lắm rồi đó. Tập trung vào chơi trò này thôi nè. Bỏ con dòi thôi đủ rồi, không cần tới con lava. Mai các bạn đừng nghĩ nên nay quay dài dài xíu cho mọi người xem. Cục than đâu rồi? Ê, qua lượt cục than, qua lượt cục than. Có vẻ là mình nghĩ là khá là ok đó. Một cục than tương đương với một cái bếp mới đó. Không, không. Nó được nhiều rồi chứ nó không có tương đương được. Trời ơi. Trời ơi. Thịt heo là vĩnh cửu. À, thịt heo nướng. Bữa sau mình chắc mình vô mình làm lại cái vàng thịt phơi khô này quá. Bà nội nó đập không được chứ. Gì vậy? Ấy à. Cơ thể bị thiếu chất xơ quá đáng luôn. Tí là có bà heo bà dính cho mọi người coi. Đó, nãy chặt chuối hết rồi, giờ chuối đâu ra ăn. Kiếm chuối ăn. Dừa không men. Có chuối ăn không? Oh shit thật. Rồi nãy chặt chuối cho cố, giờ không có chuối, không có chuối ăn rồi. Chặt chí cho cội, giờ không có. Giờ không có một trái chuối để mà ăn. Này xấu à. Để mình quay về mình coi thử nó có dính được con nào khác không. Chắc phải đi ăn dừa nữa rồi. À, đi ăn dừa chắc kèo. Gì kỹ chứ trời. Ít. Ít. Cầm harvest cho nó nhanh thiệt chứ ngu mệt. Vẫn thiếu. Chuối là nguồn chất xơ vô hạn. Ăn dừa rất là mệt. Thôi không có sang chảnh quá, ăn có ăn, không có chết luôn á chứ. Không có trái này mình chết luôn á. Nãy ngu quá đi chặt cây chuối. Chưa mọc lại luôn à. Về nhà coi dính con heo nào không. Bung bẫy rồi. Nó ăn mất tiêu rồi. Bỏ con dòi vô. Lava vô. Đuông dừa, đuông dừa. Ăn miếng thịt nướng nào. Trời, chưa chín luôn men. Nướng này lâu vậy. Cái cung này bắn ngu dưới trời. Mưa rơi là ớt ra liên tục. Liên tu ti luôn á. Ây da. Đấy. Thịt đã gần chín rồi. Oh shit. Con lava rồi. Thiệt tình. Trời ơi. Phát. Nước. Ăn. Ăn và ăn. Trời ơi nó full luôn nha. Thôi rồi chắc là giờ dừng thiệt á. Không chơi nữa. Được rồi. Chào mọi người nha. Qua thăm cái nữa là chào tôi. Heo này nó khôn quá các bạn ơi.